để mà chuyển hóa từ vị trí số 4 lên vị trí số 7. Vị trí số 4 là gì ạ? Vị trí số 4 đó là một người muốn ra đi rồi, còn một người vẫn cố gắng níu kéo. Trạng thái số 4 này nó sẽ không kéo dài quá lâu đâu. Nó chỉ một vài năm là nhiều thôi. Thế thì mình là người muốn níu kéo hay là mình là người muốn ra đi? Nếu mà mình là người muốn ra đi thì không có gì để nói. Việc của mình đó là gì ạ? Là chia tay sớm, tìm một đối tác khác và xây dựng mối quan hệ hoàn hảo, đúng không ạ? Còn nếu như mà mình là người muốn níu kéo thì phải chuyển từ cái trạng thái là gì ạ? Là số số 4 lên trạng thái số 5. Tức là gì ạ? Là biến từ cái trạng thái mà họ muốn ra đi đến trạng thái là gì ạ? Là họ không muốn ra đi nữa. Nhưng mà cái tình huống này ấy, thực tế là rất khó xảy ra. Bởi vì khi họ đã muốn ra đi rồi thì rất khó để thay đổi. Đúng không ạ? Kể cả là trạng thái số 5 khi mà hai người ngang hàng với nhau như này, hai người coi nhau như người bạn và không ai coi trọng nhau, và không coi trọng thì vẫn coi trọng nhưng không ai ngưỡng mộ nhau, không ai truyền cảm hứng cho ai ấy. Và để tự nhiên một người truyền cảm hứng cho người khác ấy, là rất khó. Và chúng ta phải nỗ lực cố gắng rất nhiều. Anh chị em nhé, cố gắng nỗ lực rất nhiều. Tất nhiên là chúng ta làm được. Chúng ta có khả năng, chúng ta làm được. Nhưng cái trạng thái số 4 đó là trạng thái là gì ạ? Họ đang muốn ra đi và chúng ta vẫn đang muốn níu kéo, đúng không ạ? Thì khi đó chúng ta phải nỗ lực rất nhiều, nỗ lực hơn cái trạng thái số 5 cực kỳ nhiều luôn. Và hy vọng rằng người kia sẽ hiểu. Bởi vì khi họ ra đi ấy, thì chúng ta cố gắng đến mấy ấy, họ vẫn gì ạ? Họ vẫn không chấp nhận, họ vẫn không mong muốn. Cho nên là gì ạ? Khi mà họ họ đã ở cái trạng thái này rồi á, thì cách tốt nhất đó là chúng ta hãy phát triển để chuẩn bị cho một mối quan hệ mới. Khi mà ở trạng thái số số 4 thì bắt đầu là chúng ta thấy nguy cơ nó rất lớn rồi.